Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tối mình rảnh cuối tuần nên là mình sẽ làm món muối dưa để ăn thay rau. Thì nhân tiện sẽ làm video để cho các anh em ở bên này cùng tham khảo. Anh em là có ý định muối dưa hay là gì thì cũng có thể tham khảo để và có thể bạn nào biết giỏi hơn thì có thể góp ý cho mình. Thì đây cũng là cái cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Thì hôm nay mình có đi chợ và mua được một số cái gia vị. Đầu tiên là có cái ớt, đây một túi ớt này 120 yên các bạn. Cái đây tiếp theo là cà rốt này. Đây là hai cái bó cà rốt, mỗi bó 3 củ. Mình đã đi siêu thị buổi tối để mua, nó giảm giá này. Bình thường là 100 yên cộng với thuế. Nhưng bây giờ buổi tối thì thường thường người ta sẽ giảm giá xuống, cái này xuống còn một nửa là 50 yên cả thuế. Còn khi cái này cũng 3 củ bằng thế rồi nó rẻ hơn nữa, 30 yên cả thuế các bạn ạ. Thì nó rẻ hơn, buổi tối đi siêu thị thì nó rẻ hơn rất nhiều so với đi ban ngày. Thế các bạn ở bên này thì cũng chú ý cái điểm này, là đi siêu thị vào tầm 7 giờ 7 rưỡi thì lúc đó siêu thị nó sẽ có những cái giảm giá để xả cái hàng và nó hơi cũ một chút, nhưng đối với người Việt Nam mình thì mình thấy là vẫn còn hơn so với mình đi ra chợ mua rất là nhiều. Vì cái hàng này nó không có cái thuốc bảo vệ hay là gì cả, nó rất là an toàn và cũng rất sạch. Đấy. Bây giờ thì mình đã gọt xong cái vỏ cà rốt và cắt các cái đầu mủ đi rồi. Đây nữa, đây một củ nữa. Nhưng mà này mình mỗi một bằng một cái lọ như thế này thì cái này chỉ được tầm 2 củ cà rốt là hết thôi. Đây là một túi giá. Túi này là 23 yên. Và một vỏ hành hẹ. Hành hôm trước mua không có nên là mình đã dùng hẹ muối, mình cũng thường hay muối bằng hẹ cũng rất là ngon. Thì cái hẹ này thì mình đã cắt và để chờ nó ráo nước trước khi muối, rửa sạch chờ ráo nước. Còn cái giá thì bây giờ đang rửa giá các bạn, chờ cho nó ráo nước xong mình sẽ tiến hành muối. Cái công đoạn là rửa các cái loại rau. Cái lọ này là bọn mình đã muối từ trước nên là mình sẽ tận dụng luôn cái nước này để muối cho lần này luôn. Thì cái từng này khoảng tầm nửa lít nước, thì cái nước muối này thì cũng như là nấu nước sôi để nguội và sau đấy pha cái muối và đường vào để làm nào nếm thử mình thấy vừa cái vị của mình thì mình để muối. Công thức thì cũng chả có gì, mình cũng áp dụng vào cái phương pháp là thử thấy vừa miệng thì để dùng thôi. Trước thì bọn mình có dùng làm một thìa đường và 3 thìa muối, đối với một thìa muối 3 thìa đường cho cái nửa lít nước này. Giờ mình đây đây vẫn còn muối 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 bột tinh mua bên này và đường các bạn. Đây thì cái đường mình sẽ dùng cái thìa như thế này, và một thìa đường này và 3 thìa muối. Đây mình sẽ tiến hành làm công tác thái rau các bạn. Mình sẽ tiến hành cắt cái cà rốt này thành 2 kiểu, một cái củ kia một cái đầu to mình sẽ cắt thành cái thanh như thế này, còn cái đầu bé kia thì sẽ tí là sẽ cắt thành hình cái hoa cho nó đẹp mắt đa dạng cái trong cái lọ muối. Chứ thực ra thì vị nó cũng vẫn hết. Đây, như vậy là công đoạn cắt cái cà rốt thành cái sợi kia đã xong rồi các bạn. Bây giờ sẽ làm nốt cái phần bé giữa, cắt thành cái hoa cho nó đẹp. Cái giã và cái hẹ này thì cũng đã ráo nước rồi. Còn xong cái công đoạn cắt cái hoa này, cắt cà rốt này thì sẽ tiến hành thái cái bổ cái ớt kia. Nãy mình đi mua cái ớt đỏ nhưng mà ở bên này thì không có cái ớt đỏ bé như mình, nên là tìm khắp siêu thị thì cái này là ớt này bé nhất nên là đành phải mua cái ớt này về để muối thay cho cái ớt kia. Còn tiện quay quanh đây thì nước mắm này mình cũng mang ở Việt Nam sang Thái Long, còn đây là cái nước mắm Sunny của bên mua bên này, mua bên Nhật này, năm tola mua bên Nhật này để về nấu. Còn cái nước mắm kia để chấm. Trên này có một canh hạt châu Việt Nam mà cái
mắm ớt cái hạt tiêu Bắc, hạt tiêu cũng mua Việt Nam sang, hành tây mua bên này, còn bột mì mua bên này, còn kia là mắc khén này để chuyên để phục vụ cho cái ăn gà luộc và gà nướng các bạn. Nào tiện sẽ quay các bạn xem món chân món món đùi gà siêu to bên này, luộc chấm với mắc khén là rồi. À, hạt dồi cũng có, mình có nó mắc khén thôi. Bây giờ thì nước nó đã ráo xuống, thì bây giờ chuẩn bị một lượt nữa để chuẩn bị làm cái ớt các bạn. Bây giờ sẽ đảo các cái này lên lượt cho nước nó chảy xuống bớt đi. Mình sẽ vì tí muối chung vào nhau hết thì mình sẽ cho lẫn hết cái cà rốt cũng như là cái hẹ và giá vào một chỗ. Lần này có vẻ hơi nhiều. Không biết là cái lọ kia có đựng được hết không. Nước kia thì nó mình vừa ăn hết rau trong đấy nên sợ không biết là có nhanh chua quá không, cũng hay các bạn xem, vì đây là không không phải là cái hướng dẫn nấu ăn hay gì cả, mà là cái cuộc sống bên này của bọn mình giờ ngày như thế nào thì mình sẽ quay lại cho các bạn để cùng tham khảo thôi, chứ không phải là cái các video về hướng dẫn nấu ăn hay gì cả. Cái đấy thì mình không không có khả năng để làm được, quay cho các bạn cái cuộc sống hàng ngày như thế nào thì mình sẽ tường thuật lại như thế thôi. Mình sẽ đảo mấy cái này vào nhau cho nó đều, tí vào muối cho nó đẹp. Rồi sau khi đã đảo xong mấy cái rau giá và hẹ và cà rốt xong thì mình sẽ tiến hành thái cái quả ớt này. Mình sẽ bỏ 2 quả thôi, cái mùi cũng khá là cay, tính đây cũng nghe được mùi nó nồng lên các bạn. Mình sẽ đảo luôn, để luôn lên trên này, chuẩn bị để muối. Thì mình sẽ chuẩn bị cho mấy cái rau riêu này nó vào trong cái lọ này, sẽ thử ngửi cái mùi này cũng chưa chua lắm, vẫn ok. Thì mình sẽ tiến hành cho vào thôi các bạn. Như vậy là đã sắp hoàn thành cái công việc muối dưa rồi. Từng này và trên kia thì có vẻ hơi nhiều nên chắc từng này nó sẽ vừa một cái lọ này. Còn trên đấy nữa thì chắc là để tí vào lấy cái lọ trong kia để muối, hoặc là bỏ vào túi ngày mai sẽ ngày kia ăn hết cái bữa này, hoặc là gần hết thì sẽ bỏ nốt vào muối tiếp. Vì mình không muối cái củ cải trắng nên là sẽ không 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 phải cần bỏ hành hay là bóp qua nước muối gì cả, mình sẽ muối trực tiếp luôn. Còn đợt trước mình sẽ muối củ cải cải trắng nên mình phải bóp qua nước muối cho nó đỡ mùi hăng. Còn lần này thì cứ cho vào và muối luôn thôi các bạn. Đấy các bạn, sau một hồi nhồi nhét thì hai cái rổ kia giã kia thì nó đã vào hết trong cái lọ này. Và xung quanh thì mình có để các cái hoa hòe xung quanh cho nó bày trí cho nó đẹp mắt. Trên thì sẽ bỏ mấy cái lát ớt vào. Và như thế là đã sắp kết thúc cái muối dưa này rồi các bạn ạ, rất là nhanh. Nếu mà phải nấu nước để nguội thì nó sẽ lâu hơn một chút, tầm chắc là để 15-20 phút nước sẽ nguội. Nó sẽ tiến hành pha muối và đường. Còn bây giờ mình có sẵn rồi thì sẽ làm luôn rất là nhanh. Như vậy là đã xong rồi các bạn. Trong vòng tầm 15 phút, 20 phút, 3 phút nhỉ. 3 phút thì mình sẽ muối xong cái lọ ớt như thế này. Lọ lọ dưa muối như này, gồm có cà rốt, lá hẹ, cái giá đỗ và một ít ớt cay. Chi phí của cái này nó rơi vào tầm khoảng tầm chưa đầy 200 yên, 150 yên gì đấy. Ba củ cà rốt là 50 yên, hai củ cà rốt là cho 3 củ 50 yên đi, 2 củ 40 yên đi, một vị giá đỗ 23 yên, cộng với một vị hành 100 yên là tầm 150, 86, cộng với 2 quả ớt nữa thì cho tầm 170 yên là được dừng này rồi các bạn. Nhưng đường muối này thì mình cứ tính 200 yên cho một cái lọ như thế này, cũng rất là khá đẹp mắt và cũng rất là nhanh ăn. Ăn như này thì sẽ được lâu hơn so với các bạn ăn rau. Nếu mà các bạn luộc một lần 2 củ cà rốt thì các bạn chỉ ăn được 1 giờ thôi. Tuy nhiên nếu các bạn 2 muối 2 củ như thế này, cộng thêm hành như này nữa thì các bạn sẽ ăn được khoảng tầm 3 đến 4 bữa.
đối với hai người ăn như nhà mình. Ok, mình xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại trong các video lần sau.